bạn nha, các bạn thấy mình mới sắm được cái áo tàng hình nè, có lý không bạn? Áo tròn cũng được, tàng hình trong cái tay buồn thiệt chứ. Ê, mình mặc cái áo này mà đi ra ngoài đường lộ mà có lý à. Các bạn thấy mình thử thách mình mặc cái áo này ra ngoài lộ được không? Hơi bị đẹp à. Con này hơi Hollywood. Hôm nay mình sẽ ra ngoài ngủ, mình chài cá. Mình chài được con gì mình sẽ đem lên mình nướng ngồi cho các bạn coi luôn nha. Mà cái chài này, mình sẽ chài với cái ao này. Cái ao ruộng này là cái ao thiên nhiên của gia đình mình trồng ớt. Cá không có nuôi, cá thiên nhiên. Giờ mình chài ra nha, có con gì mình nướng vô đó luôn nha. Nướng tại ao sen này. Khó cần phát thôi dính. Ủa, dính yêu quái không? Dính kìa. Dính cỡ không luôn. Quá hấp rồi. Quá đà, quá đà. Dính cỡ, ổng còn chút kẻ cỡ, ổng chữ dẻ mà. Ông đang chơi thuốc rồi. Ông lỡ ổng xịt luôn. Quá hấp rồi. Ông dính còn gì sao nghe tực tực như chân ta. Sao nghe tưng 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 tực 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 như chân ta. Ồ. Cái gì đúng không hả? Gì nữa không? Cá sạc hả đây. Gì nữa không? Con cá gô ba ơi. Mình sẽ lộng cái gô này luôn nha. Cá sạc hả? Cái sạc nhỏ mình không bắt. Mình sẽ bắt cái gô này. Bắt cái gô này hồi mình nướng nha. Có con cái gì khác mà nướng luôn nha. Nhẹ nhàng thơm khói hả ba, nhẹ nhàng thơm khói thôi. Để chài dính mấy ớt, ông gãy ớt, ông chữ độ quắc luôn. Chài sao vô mấy cái lông với này. Trời đó. Ớt ăn xào mà cháy dữ luôn bạn. Đó. Đó. Có bạn ơi. Con gì khủng lồ đó. Con khổng lồ bạn ơi. Wow, cá sặc. Chắc cá lau kiến quá. Nó mới đạo cái binh này nè. Ủa, cá bị dính. Wow. Cá bị dính. Hạt bạn ơi, có dính rồi bạn ơi. Rửa. Hút bạc già bạn ơi, có cá bạn ơi. Wow. Nó vô đồng bạc già luôn. Hả nhỏ rồi, để mình lấy cái hộp ba đi buồn thì sổ sống mà. Ừ, trà bả hoa bạc nè. Đấy nè, dính tới đây luôn rồi hả. Wow. Giàu luôn rồi bạn ơi. Ngon là bắt vừa đủ thôi nha các bạn. Cá này quá. Nướng là hơi bị ngon nha bạn ơi. Cá vô đồng rồi bạn ơi, buồn thiệt chứ. Ủa. Quá xá rồi. Wow. Wow. Cái cô bại bạn ơi. Mày dính tao hả? Không biết được gỡ luôn, hết thấy được gấp màu luôn. Wow. Quá vàng. À đu. Đu. Nước lỗ nẻ là ghẻ lụm luôn nha bạn. Dính cỡ của cụ lão vô luôn bạn. Có cái văn hả? Bạn ơi, hút bạc dạ bạn ơi. Mời con chày. Con chày một lụm bạc dạ bạn ơi. Tao cũng không buồn trời. Có sặc cái tao không buồn thiệt chứ. Con cá gô hả? Mình dẹp chai nha, mình ra mình nướng cho bạn coi nha, ăn luôn. Đói bụng rồi ba, ra mình nướng nhiều cá này mình xử luôn. Xử ngoài đồng luôn nha. Làm xong chưa mà lâu gì vậy? Ăn kẹp mấy cá vô rồi có thằng nướng. Cá này cái gì ông? Sao? Cá này dính. Và hơi bị ngon các bạn. Cá sống không nha. Nãy giờ mình đốt than nó cũng muốn tàn thôi. Kẹp cá mình sao? Quá ngon. Giữa đồng. Nướng ăn luôn. Hoàng hôn sắp tới các bạn ơi. Buồn thiệt chứ. Cá nướng nướng tươi luôn à, mặn ra xong nướng tươi luôn. Nướng lá sen. Rồi hồi mình chấm muối ớt chanh. Siêu cay. Wow, đang nó buồn thiệt chứ. Làm gì vậy? Chặt cho nó nằm xuống như quay vậy thấy cá. Trời, có thang chút đi nướng. Bà thấy bà xà đứng kế mình không? Lúc nào bà cũng đồng hành sát dây mình chứ bà ơi. Mà tại
tại vì bà có một số chuyện riêng tư mà mình cũng không biết sao nói cho bạn hiểu nữa, mà mình nói của bác bạn chắc cũng không tin, bởi vậy nó có những cái khúc mắc khó gỡ lắm, bởi bà không có lộ mặt được. Mong các bạn thông cảm cho vợ mình nha. Tới khi nào mà thật thích hợp thì bà Sàm sẽ lộ diện mặt, mà chắc ngày đó lâu lắm ơi, tại vì cũng có nhiều vấn đề riêng tư nó rất là phức tạp. Mong các bạn hiểu và thông cảm cho vợ mình. Chứ mặt mình mà mình giấu làm gì, đúng không các bạn? Trên đời này ai cũng có khuôn mặt, đẹp xấu như khác nhau chứ mình giấu làm gì. Tại vì mình có một số vấn đề nó khó nấu dữ lắm, mà nó cũng quan trọng lắm, phải lộ diện cũng được thôi. Mong các bạn thông cảm cho vợ mình thôi nha các bạn. Mà cái mà Vinh nãy mình chài xong rồi mình lên mình mặn sạch sẽ, tại vì YouTube nó không cho mình những cảnh mặn cá rồi các bạn, có máu me rồi giết hại động vật á, bởi mình mặn mình không có quay mặn sạch. Bây giờ mình kẹp vô cây đầu mình nướng, wow, hơi ngon à. Mình đem cái lọ ở đây mà mình không có đem gì cây gì để mình chổi lên cho các bạn, mình cầm nướng buồn thiệt chứ, cầm nướng chín này hơi bị ngon à. Các bạn thấy hàng hôn đẹp không các bạn? Ôi ôi đẹp kìa, nãy giờ mới nhìn cho đẹp. Ủa, đẹp. Wow, đẹp quá. Rồi đẹp, có hồ sen nữa, quá đẹp luôn các bạn. Quá trời, cá nó mở nhiều xuống xèo xèo bé ơi, thơm. Mất mũi. Cá mà Vinh tươi nè, nãy mới chạy lên giờ mặn xong còn nướng luôn. Đây. Các bạn thấy nó mở không? Trong thời gian này mình đâm ớt. Ở đây ngồi trong đấm. Để bà Sàm đâm ớt cho thêm tính tình thêm cay. Để đâm cho ông ăn, ông ngồi đó đi, yên tâm đi, tụi đâm không cay đâu. Không cay đâu các. Ông đâm là không ăn được. Ông dữ lắm. Thù bụn dữ bù thiệt chứ. Tối nào cũng có hung chứ, không có dữ mà bù thiệt chứ. Ngon quá, ở chỗ chạy xèo xèo. Wow. Cá nãy chị chạy hả? Đúng rồi, cái nãy đi chài á, quăng có ba chài rồi, dính một đống. Khi nào có các bạn đi về đây thì dắt các bạn vô đây, không có cái chà tiêu nổi nữa, giờ phải đâm bằng cán dao. Cái dao thật chặt, đâm mua đó thật ngon. Không có miếng ngon hả? Nói với nhau một câu. À đủ. Nói nhau. Quên. Xém khét rồi. Trời ơi, xém khét. Buồn thiệt chứ. Vàng đính luôn kìa. Bữa khét cái chắc sống cùng số bóng luôn á. Nó đâm mua hết. Còn chút nữa là xong luôn rồi. Trời ơi, nước nó văng tí té đi. Mình thấy thèm lắm rồi. Nước nó chảy rồi. Ôi, nhẹ nhẹ nó gãy chứ không cục sụp ông thôi à. Giờ này chắc cầm quá ông làm rồi. Đây, hai đúng. Đúng. Để vậy đi. Chưa chín hung ba con ngoài luôn. Chưa chín ba con ngoài trước đi. Bén. Cá nướng hoàng hôn bạn ơi, quá ngon. Khung cảnh cho các bạn hôm nay, cho các bạn ngắm hoàng hôn ngoài đồng nha. Bữa hai vợ chồng mình sẽ cắt cái chạy kế cái ao sen này, làm clip cho các bạn coi. Hoàng hôn rồi, mày nóng dễ mạt hả? Mà thấy nó vàng không? Wow. Nếu mà gãy cái gót cái bẹp đất thì không có buồn thiệt chứ, lụm răng luôn. À, cá chín rồi các bạn ơi. Qua nhậu thì giấc này ông nãy không có đem đũa vô không? Đũa cái gì mà đũa,
Giờ này mà đủ hết. Trời ơi, cá nó gãy luôn rồi. Chín rồi. Không để không. Tối luôn các bạn. Hoàng hôn tối luôn mà, cái này tối luôn chứ hoàng hôn các bạn buồn thiệt chứ. Tối luôn rồi. Mời mời các bạn con cá nha, ăn cá mà Vinh nướng dưới thánh sàm nha. Cùng ba sàm. Wow. Sướng quá. Bóc tay luôn ha. Cá nướng mà. Mời cả nhà luôn nha. Các bạn ăn chén ớt hơi bị ngon không? Wow, trời trời nó vàng. Wow. Lấm lấm bạn ơi. Quá ngọt rồi. Đói, ngon. Ngọt quá bạn ơi. Bóc tay luôn. Bóc tay ăn cho nó đã. Chấm. Ngoài đông người thở gì. Kẹp miếng ớt vô. Đánh cho chấm rồi. Quá đã. Mới nói tay chấm rồi. Giờ nắng đâu hết. Giờ chấm rồi, giờ nắng rồi. Lụm bơi mở bạn nha. Thịt cá sẵn bạn ơi. Nè trong miếng à. Đút hoài ta. Cạo đầu hai lần rồi đó. Ăn cái tay mà luôn quá. Mới muốn cạo nữa. Bình thường bánh thương người nữa không biết sao. Cạo nữa. Đang thèm mà đút lụm tay luôn à. Trâu trong miếng. Không phải là mình ăn ham ăn với bạn mà ngon quá. Cá mà Vinh ngon thiệt ngon. Tự hai mình chài xong rồi tự mình mặn, tự mình nướng, tự mình lụm luôn. Quá ngon. Nó ngọt. Nó ngọt mà sao tôi nghĩ tôi ăn không thấy xương luôn á. Nướng mà xương vậy? Xương nó mất tiêu luôn trời. Đồn đồn cá là xương lắm rồi, nó ngon chúng ta. Nướng nó ăn thơm. Thôi clip cũng khá dài rồi, cũng tối rồi, để cho con cameraman nó về, nó còn soạn rồi, nó còn đi học nữa. Cá mình Vinh này các bạn nhớ mặn lấy mặt ra nha các bạn. Cái mặt cá mình Vinh nó đắng mà tanh lắm. Nhớ mà lấy cái mặt ra nướng ăn mới được. Thôi bây giờ cũng tối lắm rồi, quay hết thấy được gấp bầu rồi. Bây giờ cho Thánh Sàm mình với bà Sàm xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp bạn các bạn ở những video clip nướng dân dã lần sau nha. Trước khi chào bà Sàm mời các bạn miếng nữa nha. Thôi bà Sàm cũng xin chào các bạn luôn. Bây giờ hai chồng mình xin tạm biệt các bạn nha. Nếu các bạn có hay thì đừng quên bấm đăng ký kênh và like cho Thánh Sàm mình like nha. Bye bye các bạn cả nhà nha.